Dạ vâng, em kính chào toàn thể các bác. Hôm qay các bác cặp bô 101 VM nhé. Cặp này màu xám, hình thức rất là đẹp. Trùng cặp liền số seri. Lưới mới giác luôn nhé. Lưới này về không phải giặt luôn. Con trắng kia thì em đang bỏ ra để giặt, còn con này không cần phải giặt luôn. Rất là đẹp. Con này thực tế là em chưa lau chùi vệ sinh gì, nhưng mà nó rất là đẹp luôn. Loa này nhanh nhé. Mặt trên này không một vết xước. Mặt bên hông đây. Cái này xem nào. Vết xước hay vết gì? Đây, mặt bên hông này ạ. Mặt phía dưới bắt cái bát treo. Phía dưới bắt cái bát treo chỗ này còn đây nhá. Ở đây ở cái mặt này ở phía dưới nhá. Đây một vết dưới đây nhá bác nhá. Bên hồi này cũng đẹp, không một vết xước luôn. Phía bên sau đây ạ. Đây phía sau chỗ này có một cái vết này. Cả số series là 6100104. Đây là một con. Và đây là một con nữa. Mẹ. Rất là đẹp. Mặt trên này không một vết xước. Bên hông này cũng vậy, đẹp căng không một vết xước. Phía dưới đây cũng bị góc này. Đấy. Phần lớn là những cái đôi mà phía dưới bắt cái bát treo nên là đều bị bên hông này cũng không có vết xước nha bác nhé. Phía sau đấy, phía sau là đẹp luôn. Số sorry là 0103 con kia này, 0104 ngon này, 0103 nhé anh nhé. Cặp này được đánh giá là đẹp xuất sắc luôn đấy ạ. Kia thì hàng này chuẩn bị em đóng, em gói để mai đi gửi đây. Thì anh có chốt được cặp này thì mạng sáng mai em sẽ đi em gửi luôn ạ. Em xin chào bác.